Rồi, hello tất cả những người anh em thiện lành của tôi. Chào mừng các anh em đã đến với Gián Tiếp Bà Tám Vlog. Thì hôm nay mình làm cái clip này thì do hồi sáng này mình vô tình mình thấy lại một cái bài viết cũ mình mới share vào hôm bữa. Đó là một cái bài viết đó gọi là có tựa đề là Câu Chuyện Mô Hình. Đó, thì trong cái bài viết này thì nó sẽ gồm có 18 câu hỏi. Đó, thì 18 câu hỏi này là để hỏi về cái vấn đề như cái tên gọi của nó thôi, mô hình. Đó là hỏi cả liên quan tới tôi và cả luôn các anh em. Đó, tức là mô hình của tôi đối với anh em nữa. Đó, có một số câu hỏi này kiểu như thế. Đó thì hôm nay tôi làm cái clip này để trả lời tất cả các câu hỏi đó đến những người anh em thiện lành của tôi mà không cần phải đợi ai hỏi câu nào hết. Nói đúng hơn là do gà quá đã quay để ý đâu, không có miếng. Rồi. Thì trước khi bắt đầu clip của chúng ta thì tôi xin báo trước một điều rằng là trong cái những câu trả lời của tôi sẽ có một số cái câu trả lời theo tôi đoán chắc chắn rằng là sẽ không phù hợp với một số anh em cho lắm, tại vì nó có thể gọi là nó hơi động chạm tới sở thích một tí. Đó, cho nên các anh em hãy cân nhắc kỹ trước khi xem clip nhé. Rồi, nào bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Here we go. Thì câu hỏi đầu tiên tôi xin được trả lời đó là mô hình đầu tiên mà tôi có. Tôi xin được trả lời như sau. Thì đâu mô hình đầu tiên của tôi có, nó không phải là Gundam, nó cũng không phải là Transformer, mà nó là một bộ Lego. Đó, thì bộ Lego của nó đây. Đó, như các anh em có thể thấy, đây là một bộ Lego mang hình dạng của một chiếc xe tải tên lửa. Nó có kéo theo sau một cái remote, cái phía sau nó cũng là một cái bệ phóng tên lửa. Đó, nó của hãng Enlighten. Đó, thì bộ này thì tôi đã được mua khá lâu rồi, nó được mẹ mua cho. Đó, thì năm đó là tôi khoảng 6 tuổi, vào lớp 1. Đó, thì vào nhằm ngày sinh nhật của tôi thì mẹ của tôi đã quyết định tặng tôi một bộ đó thay vì những cái món đồ chơi như lúc nhỏ thông thường, như các anh em chắc cũng từng chơi chắc cũng biết đó. Đó thì bộ đó thì tôi đã tự tay ráp hết từ A tới Z, không sót một chỗ nào nha, ok hết đó. Nhưng mà chi tiết rằng là sau này thì nhỏ mà phá hết rồi đó, sau này cho vào đống vật dụng rồi nữa, sau này bán ăn luôn. Đó, rồi câu hỏi số 2 thì có tựa đề là mô hình mới nhất mà tôi có. Đó, mô hình mới nhất mà tôi có thì như các em thấy đó, gốc copy bài của tôi thì chả có gì ngoài đây. Đó, để tôi có thể show cho các em xem kỹ hơn một chút. Đây. À, siêu to khổng lồ. À, đây là chiếc xe tăng Lego Panzer 8 Maus của hãng Palos. Đó là được mô phỏng lại hoàn toàn từ chiếc xe tăng Panzer 8 Maus thật ngoài đời của quân đội Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Đó, đây các em có thể thấy rất là to, rất là siêu to khổng lồ. Chi tiết ở bên trong có rất là nhiều thứ để chúng ta khám phá. Nhưng nếu các anh em nào thích chiếc này thì tôi sẵn sàng làm một clip review kỹ hết từ A tới Z của em nó nếu các anh em thích nó. À, rồi. Đó là bài câu hỏi số 2 nha. Rồi. Về câu hỏi số 3 thì mô hình mà tôi tiếc nuối nhất khi không mua được đó là gì? Thì tôi xin trả lời rằng đó là đây. Đó. HG Nightingale của Bandai đó. Thì cũng một phần do tôi hay hay gì đó là vào cái ngày mà nó được gọi là cho pre-order đó, thì theo tính chơi của tôi xưa nay đó là tôi không có pre-order đó, với lại một phần do tôi nghĩ rằng là cái mẫu đó nó cũng to chắc cũng không phải chơi nhiều lắm đó, nên thành ra tôi nghĩ rằng là tới khi nào về hàng thì chắc nó cũng sẽ có dư để mình mua thôi. Nhưng mà tôi không ngờ rằng là gặp ngay vào mùa đại dịch Covid-19 đó, và không ngờ thêm một điều nữa rằng nữa là cái mẫu HG Nightingale này ở bên nước ngoài quá cháy
rất là nhiều người mua, xếp hàng lấy phiếu đi được mua nó đó. Thành thử ra là bị đôn giá rồi, thành thử ra về đây đôn giá quá, không có cơ hội mua luôn. Thậm chí có những giờ tôi thấy chỉ có một shop là đã có trên Shopee, còn ngoài ra những shop khác thì tôi không thấy, nên tôi cũng không biết chắc rằng nó có về Việt Nam chưa hay không đó. Đó là câu hỏi số 3. Rồi bây giờ tới câu hỏi số 4, đó là mô hình nào mà làm bạn sung sướng nhất khi mua được? À, tôi nghĩ rằng là chắc một số anh em thân thiết của tôi chắc cũng biết điều này. À, thì đây, nó đây. Đây là mẫu TF Thermos Plus, hay còn gọi là Mechanical, tỷ lệ 1 trên 120 của hãng Mechanical. Sorry chút, không biết là tôi có nói nhầm hay không. Đó, cái tên gọi khác của mẫu đó là Deep Striker, mà Mechanical, sorry. Dạ rồi, chắc nên chắc tôi khi tôi hơi nhầm. Đó. Thì mẫu này là tôi cũng mang ước khá lâu rồi. Đó, vì độ chi tiết nó rất là cao, rất là khủng. Đèn đủ các thứ, rất nhiều khi nó có thể sáng chói như cái dàn đèn của tôi mà anh em thấy đó. Đó, nhưng mà giá của nó thì hơi mắc. Đó, cho nên tôi tạm thời rằng sẽ để cái mẫu đó đến khi nào ổn định kinh tế sau mùa dịch tôi sẽ mua về để review cho anh em xem. Đó là sau khi ráp thôi nghe, chứ live view không được, tại mẫu đó nó hơi khổ dâm tí. Thành ra là nên không có live view được. Live view chắc nhiều khi chắc hết cái đời streamer biết xong chưa. Rồi, đó là câu hỏi số 4. Bây giờ tới câu hỏi số 5. Đó là mô hình mà tôi thấy giống bạn nhất. À, thì câu trả lời này tôi xin được dành tặng đến cho người đệ tử thân thiết của tôi, đệ tử ruột nha. Đó, đó là chấm đi với tu trên Facebook, còn biệt danh chấm ngắm tôi gọi là thích ăn đấm. À, đó, thì mô hình mà tôi cảm thấy giống nó nhất là gì? Đó là con Haro đó, bên Gần Đàm. Đó, tại sao? Tại vì tôi liên tưởng tới là nó từng chấm. Mà con Haro nhìn xa thì giống gì? Giống một quả bóng, giống một cái chấm. Đó. Nhưng mà giống hơn một cái nữa là gì? Nhìn hơi ngáo. Hơi ngáo ngáo tí. Rồi. Rồi, bây giờ là tới câu hỏi số 6. Mô hình đắt nhất mà tôi có. Đây, tặng tới các anh em. Một số anh em nào quen tôi lâu chắc cũng biết, tại tôi không có nhiều mô hình. Đây. Đây là hai mẫu HG Neo Geon và HG 2 Neo Geon. Đó, đây là hai mẫu mắc tiền nhất mà tôi có. Thì vào khoảng năm tôi mua, tôi cũng không nhớ rõ lắm chi tiết vào cái thời gian mua được. Đó, thì cái năm tôi mua HG Neo Geon có màu đỏ đó, thì giá của nó rơi vào khoảng 6 triệu đó, hơn 6 triệu một chút đó. Rồi còn cái mẫu thứ hai là 2 Neo Geon số 2 nha, 2 Neo Geon đó, Narrative Bird đó, thì đó là một con Neo Geon màu trắng được xuất hiện trong bộ phim Gundam, Boom Suit Gundam Narrative chiếc công chiếu ở rạp đó. Tôi đoán chắc anh em, nhiều anh em chắc cũng xem rồi đó. Thì cái mẫu đó là hàng Bandai, thì đợt tôi reorder và mua luôn. Nó reorder cũng mắng là do tôi đâu, mà là một người bạn đề xuất đó, rồi reorder dùm đó. Thì cái mẫu đó thì đợt tôi mua là 7,5 triệu đó, tính luôn cả một cái vòng effect psycho sắt từ phía sau đó, cái vòng tôi hay gọi là cái vòng kim cô đó đó. Thì cái vòng nó thêm 1 triệu nữa thì tổng cộng là 8,5 triệu, thì cả hai con tổng trị giá lại rằng cũng phải coi như là khoảng 15 triệu rồi đó, 15-16 triệu rồi. Thì đó là những gì mắc nhất tôi từng có, nhưng cũng hơi buồn một chút là vì vào cái khoảng năm thời gian tôi quen với người cũ thì cũng hơi ăn chơi sâu đạo một chút, một phần tình cảm cũng không có nhiều, nó đáng hơi nhạt nhòa đó. Thành thử ra thì những cái mô hình mà tôi sở hữu từ trong những khoảng thời gian còn quen, tôi chỉ vừa thôi vào khoảng cuối năm 2020 đầu năm 2021 đó, chính xác hơn là vào ngày Tết Tây đó. Thì từ khoảng thời gian đó trở về trước thì hầu như các mô hình cũ của tôi đã bay hết rồi. Nên mong các anh em thông cảm. Rồi,
Bây giờ thì sẽ tới câu hỏi số 7, mô hình rẻ nhất mà tôi có. Thì đây, trở lại với chiếc xe tải hồi nãy của tôi, chiếc xe tải Lego tên lửa đó. Thì cái mẫu đó hồi năm đó tôi mua, được mẹ mua cho với giá khoảng 32k đó. Quá rẻ đúng không? Chứ tôi thấy bây giờ rằng với cái giá tiền đó cũng chưa chắc hẳn mua được một bộ Lego nào ra hộn hết. Tôi chán cái điều đó. Rồi bây giờ tới câu hỏi số 8, mô hình mà tôi có thể cầm vật mỗi ngày. Thì tôi xin thưa câu hỏi này tôi bỏ tay. Tại vì đối với tôi không có mô hình nào gọi là tôi vọc mỗi ngày hết. Hầu như là tôi đều trưng, khi sở hữu được tôi đều chụp, lắp ráp, chụp vào những cái khoảng lúc đầu mới ráp xong đó, mới mua về đó. Thì sao tôi đã chụp hình đó và chỉnh sửa những gì cần thiết đó, sau khi mà tôi ném hết vào cái nơi trưng bày của tôi đó, thì để đó thợ luôn. Tới khi nào lâu lâu hứng có dịp thì mới lấy ra bọc chụp hình chơi thôi, chứ tôi không phải dân thích bọc nhiều quá đó. Đó là câu hỏi số 8. Rồi bây giờ tới câu hỏi số 9, đó là mô hình mà tôi chỉ để trưng một chỗ đó. Thì các anh em cũng thấy đó, tôi nghĩ các anh em nhìn những cái hình mà các anh em cũng đoán được đó, 3 mẫu, 1 2 3 đó, 3 mẫu này đó, hai con HG New Zealand và Deathstrike của Mechanical. Đó là những mẫu mà tôi dám cá rằng là hầu như tất cả trong quãng đời của nó chắc sẽ nằm một chỗ, không đi đâu được nhiều. Tại sao? Bự quá, không đi được. Đó, nhưng mà đôi khi cần chụp hình quá thì chắc tôi cũng sẽ chịu khó một chút hoặc là lau dọn. Đó. Rồi bây giờ tới câu hỏi số 10, mô hình ý nghĩa mà tôi có. Đó, thì đối với tôi thì cái mô hình này nó không gọi là ý nghĩa gì nhiều, nó đúng hơn là nó không gọi là cái ý nghĩa về nhân văn đâu, mà nó gọi là về ý nghĩa một chút, là một số cái kỷ niệm của tôi đó. Thì đây, đây là mẫu viết, đây là mẫu viết AGP đó, Amorger Project Laura Bodewick đó, phiên bản P Bandai, được lắp thêm một cái trọng pháo Panzer Cannoneer đó. Nhân vật này là được xuất hiện trong bộ anime có tên là Infinity Stratos mà hay được gọi tắt là ES đó. Thì đây là một mẫu G, khá là một mẫu mô hình G khá là rất là đẹp đó, mà tôi từng sở hữu được. Thì kỷ niệm ý nghĩa nhất đối với tôi đó là cái kỷ niệm, đó là cái mẫu này đó, là cái mẫu đầu tiên mà tôi order nha, chứ không phải reorder nha, order ở bên một cái shop đó, một cái shop tôi cũng có quen một chút đó. Cái thứ hai nữa là đây là con hàng P Bandai đầu tiên mà tôi có, mặc dù ngày xưa tôi chưa biết cái định nghĩa P Bandai là gì. Tôi chỉ biết đó, đó là phiên bản limited, phiên bản giới hạn vậy thôi, nhưng chả biết P Bandai là gì. Đầu nó ủa cái hộp bay màu sống kỳ kỳ thế, không hề nghĩ xong sai gì nó, mãi tới sau này chơi Gundam tôi mới biết đó gọi là hàng bi bánh đai, hàng giới hạn. Đó rồi, đó là xong câu hỏi số 10. Bây giờ tới câu hỏi số 11, mô hình nhảm nhí mà tôi có. Đây, em không, các em không tin được cái lý do nhảm nhí của nó như nào. Đây đó, đây là mẫu mô hình RG Stride Freedom. Một món gì mà lại nhảm nhí ư? Tôi cũng không nghĩ các anh em đã đoán lý do tại sao tôi lại cho nó là nhảm nhí. Bởi vì một phần rằng là đây là mẫu đầu tiên mà tôi đối diện với cái màu vàng xịt của Bandai. Cái thứ hai nữa, cái này mới là quan trọng đó. Đây là mẫu đầu tiên tôi mua ở cái shop mà tôi mua cái mẫu mô hình nhân vật Laura hồi nãy đó. Đó, giá nhiều biết không, 900k cho mẫu đó đó. Mà hồi xưa tôi không biết là nhiệt giá Gundam, cắm đầu vào mua thôi. Thì là một phần hồi đó, sau này tôi mới tìm hiểu là hồi đó do shop đó chưa có cái nguồn hàng chuẩn như bây giờ, thành ra cái giá lúc mà nhập về nó hơi đắt đó. Nhưng mà thôi, mới chơi mà chịu thôi chứ biết sao giờ. Đó, đó là xong câu hỏi số 11. Bây giờ tới câu hỏi số 12, mô hình mà tôi được tặng. Đây, đó, đây là chiếc xe tăng Lego Ui Kaiju. Đó là một phiên bản
của xe tăng Ui đó trong game của ốp tăng của phiên bản dành cho các hệ máy cầm tay đó. Thì đây là một trong những xe sự kiện đó. Thì trong cái sự kiện này nó vào ngày Halloween đó, chúng ta có thể điều khiển được những chiếc xe như thế này, những chiếc xe quái dị đó, đến từ cái cõi, nếu mà gọi nhắc nhìn hình dáng có thể gọi là một cõi địa ngục, một cái cõi hư vô nào đó đó, mang hình dạng bên ngoài rất là chiến đó, và kaiju ở trong tiếng Nhật có nghĩa là quái vật đó. Rồi xong câu hỏi số 12, bây giờ tới câu hỏi số 13, mô hình mà tôi mang tặng đó. Thì mẫu mô hình tôi đã mang tặng, tôi ít khi tặng đồ lắm đó, thì cái mẫu lần đó tôi mang tặng cách đứng không lâu đâu, nó mới chừng cái cũng khoảng thì cái mẫu đó thì tôi tặng chắc cũng mới được một tháng rồi, một tháng. Thì cái mẫu đó là chiếc xe tăng Lego Tiger 1 của hãng Sample Block đó, đây nó đây. Cái mẫu này thì do là tôi có một ông anh tôi rất là quý đó, thì ổng cũng chơi cái game mà đấu tăng đó, game bộ ốp tăng đó, đó thì ổng rất thích, cũng khá thích cái mẫu này đó, thì do tôi thấy vậy nên tôi quyết định tôi tặng cho ông anh đó luôn đó. Thì nếu được phép thì tôi sẽ nhắc tên, đó là ông anh thân thiết của tôi có tên Facebook là Phan Nhật Hoàng Minh đó. Đó thì cái thì ông anh khá thích nên tôi tặng đó. Bình thường tôi không mấy khi tôi tặng quà đó. Rồi với lại một phần do ông anh nó cũng từng có ơn với tôi rất là nhiều, cho nên lúc tôi tặng tôi không hề nghĩ suy gì đó. Rồi đó là xong câu hỏi số 13. Bây giờ câu số 14, mô hình mà tôi nghĩ bạn sẽ thích. Mô hình tôi nghĩ bạn sẽ thích thì đối với tôi, theo tôi suy nghĩ thì cái mẫu mà tôi nghĩ bạn sẽ thích và bạn ở đây là tôi sẽ dành tặng câu hỏi này dành cho hai người em thân thiết của tôi, trong đó có một người đệ tử đó, chắc cũng biết ai rồi, đó là chấm đi và tu, và người anh em thứ hai đó là Huỳnh Hoàng đó. Chúng một người anh em tôi quen tuy chưa lâu bằng anh em chấm đi nhưng mà đối đãi với tôi cũng khá là ok đó, thì cũng khá là đồng quan điểm chơi với tôi, thành ra là nó một người anh em thiên lành rất đặc biệt đó. Thì cái mẫu mà tôi nghĩ hai anh em đều thích đó là gì? Mẫu HGZP Rasetsuten đó, cái cách âm đọc nó cũng gần giống cái tên của tôi vậy đó, Rasetsu đó. Cái mẫu HGZP Rasetsuten này thì được xuất hiện trong cái bộ phim Gundam Beaver đó, phần 1 và phần 2. Thế thì cái mẫu này nó là một mẫu về cái nhân vật của nó được gọi là, nó cũng hơi gọi là ác cũng phải ác đó, nhưng mà thiện cũng phải thiện đó. Nhưng mà cái thiết kế rất là chiến, mang cái mô típ quỷ dữ Oni đó, thì đối với cái phong cách của anh em này thì tôi nghĩ chắc chắn sẽ thích cái mẫu này rất là nhiều đó. Mặc dù từng nói với tôi là ghét đó, nhưng mà tới hồi sau khi tôi đưa cho thì lại mê mệt thích, còn đòi sở hữu nó cơ. Nhiều khi mình không có biết trước được cái ý của con, cái ý muốn của người ta là gì đó. Hoặc đúng hơn, có những câu đúng là trăm nghe không bằng một thấy đó. Rồi đó, đó là xong câu hỏi số 14. Đây là câu hỏi số 15, gần tới hồi kết rồi, không lâu đâu đó. Đó, câu hỏi số 15 đó, mô hình khiến tôi nhớ đến bạn. Câu này tôi sẽ đặc biệt dành tặng cho người đệ tử thân thiết của tôi, chấm đi vô tù thích ăn đấm nha. Đó, thì mẫu mô hình mà anh nghĩ tới khi nhớ đến em đó là gì? RG1T đó. Biết tại sao không? Cái mẫu này là cái mẫu mà khiến anh gặp được em đó. Đó, khiến anh dẫn dắt em vào một cái con đường học hỏi Gunpla nhiều hơn đó. Ấn tượng như chả biết cái gì phải không? Các bạn có tưởng tượng được không? Một con RG1 đó, một con RG1T giá 500 mấy, 600 mấy, nhưng mà ấn tượng bởi cái gì? Cái con của nó đó ghẻ thì ông nói ngay chỗ cái bên cái một bên ngực nè đó, nguyên một cái cục keo tổ bố luôn, phải keo 502 mà cũng phải xi men nữa, biết gì không? Keo cái keo nhựa silicon mà các anh em chúng ta hay dùng cái súng mà để nung chảy rồi bắn
vô cái chỗ ta cần dán đó, đó quy một cục thủ bố này nè. Không thể nào tưởng tượng được. Đó, đây là cái một hình làm tôi nhớ nhất, liên tưởng nhiều nhất khi nhớ tới chấm đi. À, sau này thì cái sau một cái khoảng thời gian học hỏi cùng với tôi và một người anh em khác có tên là, tôi xin được phép nhắc tên, đó là anh em bằng Facebook tên là Linh Tái đó, cũng một người anh em chơi với tôi cũng khá cũng một thời gian rồi đó. À, anh em đấy chơi rất là vip rồi luôn, kiếp bạch lót không, chú tài custom đó, rồi poser senpai đó, một người rất là trình, rất là ok, mặc dù vẫn từng hay bị khịa rất là nhiều. Thôi kệ, miệng đời mà sao tránh được, thôi kệ mình cứ chơi thôi, miễn những cái điều người ta nói đối với mình mình cảm thấy mình làm đúng, không ảnh hưởng gì hết thì mình cứ làm, miễn điều đó đúng không hại tới ai là được. Còn những cái kẻ nào mà hay khịa người khác đó, trước nhất nên xem là bản thân của mình đi đã đó, xem nó có hơn ai chưa đó, và những cái điểm mà khịa người ta đối với bản thân mình là như thế nào. À, đó vậy thôi, chỉ nói ít vậy thôi đó. Rồi đó là xong câu hỏi số 15 tới hỏi số 16, mô hình mà nhiều người thích mà tôi không thích đó. Câu này là một trong những câu mà tôi nói đó có thể đụng chạm sự thích của anh em một chút đó. Thì cái mẫu mà nhiều người thích mà đối với tôi lại không thích là gì, đó là gồm có hai mẫu. Mẫu thứ nhất đó là unicorn, unicorn series đó, mà các anh em hay gọi thân thương là dòng ngựa đó. Đó rồi đó, con đó là đầu tiên đó. Về cái tôi không thích đó, mà khoan, nó thêm một mẫu nữa, tại hai cái nó cũng chơi chung chung với nhau đó, đó là mẫu Barbatos đó. Thì cái đầu tiên mà tôi không thích mà làm điểm chung với hai cái mẫu này đó là gì, đó là hai mẫu có rất là nhiều phiên bản, rất là nhiều phiên bản nâng cấp tiến hóa nhưng thiết kế không có thay đổi là bao nhiêu đó. Tuy mang danh múc dân, thành ra đôi khi chắc tôi nghĩ múc dân mình đã đôi khi khiến Bandai hơi lười, thành ra thiết kế hơi sai sai. Tổng quan ba nói gì trước những Uni đi đó, tổng quan tất cả các mẫu tôi từng thấy như là Unicorn, Unicorn tất cả các phiên bản luôn nha, Banshee đó, Fennec, rồi cả Unicorn Plan B, tức là dung hợp lại ba con kia lại với nhau, không khác gì mấy hết trơn, chỉ toàn là đổi màu. À, đổi cái màu giáp đó, rồi đổi cái màu cycle frame ở trong đó, rồi chỉ cũng khác nhau một chút là cái gì anh em biết không, một số cái phụ kiện vũ khí đó, rồi cái sừng V-fin, chỉ có vậy thôi đó. À, rồi mẫu thứ hai đó là Barbatos đó, cái thiết kế thì theo tôi có thêm thảo qua các kit đó, các ray từ HG lên tới MG tới RE 100% full mechanic đó. Sorry tôi hơi nhầm, không phải RE nha mà là full mechanic, cũng tỷ lệ 100% gần tôi tướng MG đó, đó là MG hả. Thì không khác nhau luôn đi là mấy, cái nhất là cái thiết kế trong phim cũng vậy, xuyên suốt từ hai season phim, từ những dạng tiến hóa bằng cách chỉ nâng cấp những bộ giáp đó, rồi sau khi giết, rồi sau khi tới phần 2 là sau khi giết một con boss lớn có mang tên là Hasmon, thay đổi ngoại hình đó, thì tôi chỉ thấy cái điểm khác biệt nhất là từ cái form mới của season 1 tiến hóa lên season 2, còn ngoài ra sự tương quan của tất cả các form với nhau tôi thấy nó không có chênh lệch gì nhiều đó. Nó đúng là nhìn thiết kế màu sắc nó không quá thay đổi đó. Nếu mà nhìn quen rồi thì tôi sẽ, đó là cái điều tôi thấy đó, còn đối anh em tôi không biết anh em thấy có thấy hay không đó. Thì đó đó là hai mẫu mà tôi cho rằng là đối với những nhiều bạn đó được mang danh là quốc dân, nhà nhà đều có, nhưng đối với tôi không thích đó, đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi đó. Nếu có đụng chạm thấy một số anh em thì mong các anh em mà lượng thứ cho nhé đó, ý kiến cá nhân mà đó, tự do ngôn luận. Rồi bây giờ tới mẫu sorry, tới cái câu số 17, mô hình tôi thích mà nhiều người không thích đó. Thì tôi sẽ được trình bày hai mẫu như sau đó. Đây đó, HGGP Rasetsu Sen và một mẫu nữa HG No Name, HG Astray No Name đó. Thì đối với tôi thích ở đây là gì, cái ngoại hình của hai mẫu bubble suit đó rất là ngầu, rất rất là ngầu từ trong phim và tới kiếp đó.
Chỉ có một điều cái nhỏ là cái mẫu HG Aspen thì nó hơi sai một tí, là trong phim thì những cái phần bắt giáp đen mà các anh em thấy đó trên phim đó thì ra ngoài kiếm xe đàn nâu, nhưng mà không sao, biết nhập những anh em là biết sơn biết cốt tầm thì cái đó đâu, tôi nghĩ nó không phải là vấn đề đâu đó. Nhưng mà cái chính nhiều người không thích ở đây là gì? Cái khớp, tôi thấy đa phần các anh em nhắm vào hai mẫu này nhiều nhất là sao? Vậy cái khớp, cái biên độ cử động đó, do nó được mẫu GB Resistance thì được dựa trên mẫu HG-GB02A gốc đó. Đó, như mẫu các anh em có thể thấy cái trình hình này đó, đây là mẫu gốc của nó đó. Thì còn mẫu thứ hai đó là HG NoName được dựa theo một phiên bản cũng có thể tương ứng gọi là revise này nha, đó là mẫu HG Astray Fly Unit, nó thiết kế được revise được khá là tân tiến so với cái mẫu HG Astray nguyên thủy của Bandai đó. Mặc dù vậy đó nhưng mà các anh em vẫn rất chê hai em nó rất là nhiều ở cái biên độ cử động đó. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao chứ, nhưng mà đối với tôi đó, hoặc là một số anh em là từng chơi chuyên sâu hai em nó, thì tôi nghĩ rằng là chắc những người đó sẽ yêu thích nó thôi, cái chính là cái ngoại hình đó. Chứ tôi nghĩ rằng cái biên độ cử động nó sẽ không có ảnh hưởng gì nhiều đâu, tại đối với tôi mà nói, tôi từng chơi hai mẫu đó tôi biết cái biên độ cử động nó không thực sự hạn chế về GB đó. Tại sao ở hai cái khớp háng của nó lại là khớp biên mà thay vì là khớp trụ so với những cái mẫu khác? Đó là gì? Thứ nhất, nó là dựa trên cái mẫu kit cũ GB02A đó, thì cái thời đó cái mẫu của nó còn dùng khớp bi là chủ yếu đó. Nhưng mà đối với tôi cảm thấy không thành vấn đề, tại vì một khi bạn biết spool, biết chơi thì những cái vấn đề đó nó sẽ không thành vấn đề đó. Và theo tôi nhận định rằng tôi thấy Bandai giữ cái thiết kế khớp bi này cũng khá là thông minh, cũng không tới nỗi nào tệ. Tại vì trên người GB Resistance thì các bạn có biết đó, có nhìn thấy qua hình cũng vậy đó, rất rất là nhiều phụ kiện đeo trên người đó, nào là hai khẩu pháo lớn, hai khẩu pháo Gen Bazooka lớn đó, rồi hai cái binder lớn hai bên vai đó, rồi hai thanh đao đó đeo lên người, gác thêm cái chùy trên tay nữa đó. Thì các anh em nghĩ với lượng đồ như thế thì liệu với khớp trụ đôi khi có chịu nổi hay không đó. Rồi với lại do một phần là cái series Beldiver nó hướng tới những cái giới tuổi những anh em có độ tuổi nhỏ là chủ yếu, đó là giới suy nghĩ của Bandai, đó là trước nhất. Thì thành ra cái giá thành của nó sẽ không cao, thành ra là Bandai đôi khi sẽ không vận dụng theo cái cách gọi là revamp số kit, trừ một số mẫu nào thực sự cần đó, thì hoặc là chưa có kit thì sẽ được Bandai làm kit build, sau đó sẽ là coi như là nhát hàng cho một kit revive đó, hoặc là một kit mới đó. Về Astronomen thì nó cũng gọi là về cái biên độ cử động nó, mà tôi cũng không hiểu anh em nghĩ gì, nhưng mà tôi thấy biên độ của em nó khá là ok, nó bầu rất là đẹp đó. Chỉ có điều là do nó dựa trên một cái kit tuy là revive rồi nhưng mà hơi cũ một chút, nhưng mà tôi cảm thấy nó còn rất là tốt đó. Tôi nên nghĩ các anh em phải suy nghĩ kỹ lại khi chơi hai món này đó, và các anh em đừng bao giờ đánh giá nhiều quá tới các biên độ cử động đó. Có một số kit cũ là một, thứ hai đặc biệt là những kit đồ sộ, tôi nói thật các anh em nha, càng đồ sộ chừng nào đôi khi cái biên độ cử động nó càng hạn chế chừng đấy. Cho nên các anh em tôi mong rằng đừng có đòi hỏi nhiều quá tới biên độ cử động khi nói về một kit siêu to khổng lồ, một kit đồ sộ nhớ nhé. Đó, rồi đó là câu hỏi số 17. Rồi bây giờ tới câu hỏi cùng, cũng là câu hỏi kết thúc được chuyện hôm nay của chúng ta đó. Thì cái mẫu mà nếu các anh em cho tôi còn đánh thêm đó, đó là gì? Đó là mẫu đây, HG Wooden Pot của Build Driver Revise, tức là Build Driver Season 2 đó, nói cho dễ hiểu. Biết tại sao không? Nó xấu kinh khủng luôn, ít nhất là đối với con mắt của tôi đó, nó xấu kinh khủng luôn đó. Nhìn nó không ra một cái phiên, một cái dạng người, mà cũng không ra một cái dạng mecha, mà cũng không ra một cái dạng thú vật hay là cái gì cả đó. Mà nhìn nó nửa vời, tự nhiên giống như là nguyên cái đi bay mà úp lên hai cái chân lớn ở dưới, rồi xong rồi ở gần gần cái đầu, cái mũi của đi bay nó lại mọc hai cái tay chút xíu, như con khủng long T-Rex vậy đó. Sống không thể nào tưởng tượng được đó, nó là về mắt của tôi thôi đó.
đó, còn việc anh em thì sao đó. Rồi đó, thì đây là tổng cộng 18 các câu hỏi mà tôi muốn gửi tới các anh em. Nói đúng hơn là 18 câu hỏi sau khi được tôi trả lời đó, gửi tới tặng tới các anh em thiền lành của tôi đó, để các anh em khỏi phải tốn công trả lời tôi làm gì, tốn công hỏi tôi làm gì, tôi trả lời hết cho anh em luôn đó. Đó thì cảm ơn các anh em đã chịu khó theo dõi clip. Nếu mà những anh em nào không sợ bị nghe động chạm đó, là vậy. Đó thì cảm ơn chân thành Rasetsu, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi đó. Thì một điều này nhưng mà không biết nói như thế nào. Đối với tôi thì tôi nếu các anh tôi mong nếu các anh em thích yêu thích clip của tôi đó, những gì tôi tạo ra đó, thì tôi chỉ mong mà các anh em hãy cho tôi một like, một share đó, đăng subscribe kênh đó, và nhấn chuông để nhận được cái video mới sớm nhất từ Rai Sư Sư tôi đó. Nhưng mà tôi cũng không có mong trong mong gì vậy lắm, tại vì trình tôi nếu mà nói so với nhiều người tôi từng quen thì đối gọi là cũng gà, và ngay tại với sếp Dũng CT của tôi, thần tượng lớn nhất của trong cuộc đời mà tôi quyết định làm streamer, một trong những idol lớn nhất của tôi, hay đúng hơn là idol duy nhất mà tôi hâm mộ ở trong các giới streamer YouTuber ở Việt Nam này đó. Đó thì nếu các anh em thương tôi thì hãy cho tôi xin những điều đó, còn nếu mà không thì cũng không sao. Từ từ chắc sẽ có thôi. Đó thì kết thúc buổi trò chuyện hôm nay đó, thì sau này tôi sẽ còn ra thêm nhiều cái clip nữa đó, dựa theo những gì tôi thấy và nhận theo những gì các anh em góp ý và muốn tôi làm đó. Thì hôm bữa tôi có nói rằng là tôi trong thời gian này tôi sẽ nghỉ stream một chút, một phần là vì lý do tinh thần của tôi dạo này nó không được ổn định lắm, thứ hai nữa là vì sức khỏe đó, nên tôi không biết rằng là cái giọng hôm nay của tôi nói là các anh em có nghe rõ hay không. Nếu không nghe rõ lắm thì mong các anh em lượng thứ cho, lần sau tôi sẽ cố gắng hơn đó. Thì ngoài vấn đề tâm lý và sức khỏe của tôi thì đó là tôi muốn trong thời gian nghỉ ngơi này tôi muốn sáng tạo ra thêm một số clip trên YouTube để dành tặng cho các anh em, là một. Thứ hai nữa là tôi muốn tạo ra thêm những cái content mới độc đáo hơn đó, để dành tặng tới những buổi trong những buổi stream đó, tới những anh em thiện lành vui tính của tôi đó. Đó, nhưng mà tôi xin hứa với các anh em, khi nào một ngày nào đó tôi không mắc thật sự nha, đó thì tôi sẽ có những điều bất ngờ và những điều hay ho mang tới dành tới những anh em thiện lành của tôi đấy. Rồi đó, ra sẽ siêu tôi xin được gửi lời chân thành cảm ơn các anh em đã theo dõi clip, và xin chào tạm biệt các anh em và hẹn gặp lại trong những clip mới và hệ thống ngày combat của tôi nhé.